hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Phương tại khu vực xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi biệt thự 2 tầng. Tại đây thì mời các mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi tại Vũ Thư, Thái Bình này và yêu cầu của gia chủ đối với cái căn nhà mà anh chuẩn bị xây dựng nhé. Các bạn, trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Phương tại khu vực xã Vũ Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thì anh với hướng chính là hướng 342 độ Bắc với hình dạng khuôn viên khu đất như này, 13m17 này, 7m96 này, bên này là 15m8 ra tận đây này, chiều ngang từ đây vào trong 7m4 này. Đấy, anh dự kiến xây một ngôi biệt thự 2 tầng tại khu vực này và xây lấy sát đất ở dưới hất lên, sát đây hất lên, sát đây hất vào, còn thừa bên này bên nào thừa bao nhiêu thì vứt. Đấy, ok. Thế làm khoảng từ 65 đến 75 mét vuông sàn tùy vào diện tích bố trí. Làm sao phong thủy làm cái cổng tránh ngõ này vào, sau anh xây tường bao hết, làm cổng ở phía này. Trước là này có ngõ nha anh em xem video khảo sát để đặt cổng lệch ra.